Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Có câu hổ dữ không đỡ ăn thịt con. Ấy vậy mà, người đàn bà sau đây vì u mê tình mới mà lại bất chấp đúng sai. À ta sợ mất chồng nên đã dâng ba đứa con gái nhỏ cho tên chồng bệnh hoạn. Vậy chi tiết vụ việc là như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sẽ ít ai ngờ, người đàn bà nhan sắc mặn mà đứng trước vành móng ngựa kia lại có một trái tim quỷ dữ vô nhân tính. Khi ép ba người con gái ruột của mình làm đồ chơi tình dục cho gã chồng hờ dê già. Những người tham gia phiên tòa không khỏi bàng hoàng khi nghe tòa án tuyên bố tội ác và bản án tử hình cho gã cha dượng vô nhân tính và người đàn bà tội lỗi. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970, không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng mặn mà không thua kém ai. Từ thời thiếu niên, Hạnh đã bỏ bê học hành, chạy đua theo những cuộc chơi và bập vào nhiều mối tình phóng túng. Năm 17 tuổi, Hạnh về sống như vợ chồng với một người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi. Bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can của người mẹ già, bất chấp mọi xì xèo của dư luận, cô bé ăn chưa no, lo chưa tới, cam chịu sống cuộc sống túng quẫn vì tình yêu. Không học hành, không công ăn việc làm, gặp vợ chồng chọn nghề bán kẹo kéo để mưu sinh. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả khi Hạnh son son sinh ba cô con gái liên tiếp. Trong đó có cô gái đầu lòng không may bị câm điếc từ lúc lên ba sau một cơn sốt nặng mà gia đình không có tiền thuốc thang chạy chữa. Sáu miệng ăn với ba đứa con nhỏ và một mẹ già chỉ còn biết trông chờ vào nồi kẹo kéo lãi lời chẳng được bao nhiêu của vợ chồng Hạnh. Cuộc sống ngày càng trở nên chật vật. Hạnh đành cắn răng đi vay lãi để trang trải cuộc sống hàng ngày. Trong cảnh túng quẫn, hai vợ chồng đã không cùng nhau quyết tâm làm ăn để trả nợ mà còn quay sang chỉ trích nhau. Lãi mẹ, đẻ lãi con, khoản nợ cứ lớn dần và chủ nợ liên tục tìm tới nhà hối thúc. Bất hòa lên tới đỉnh điểm khi anh chồng trẻ rủ áo ra đi, bỏ của chạy lấy người, chấp nhận bỏ lại tất cả, kể cả những giọt máu của mình. Chỉ còn một mình Hạnh phải giang tay gánh vác cả gia đình với món nợ đè nặng trên vai. Hạnh chuyển sang làm nghề phụ hộ. Cuộc sống không mấy dư dả, nhưng tình cảm mẹ con gắn bó chan hòa. Cho tới một ngày, người đàn bà ấy lại một lần nữa rung động trước những lời ve vãn của Dương Tuấn Anh, một người đàn ông độc thân bằng tuổi Hạnh. Dù gia đình khuyên can và tỏ ý không tán thành, nhưng Hạnh vẫn lao theo tiếng gọi của con tim, bất chấp tất cả. Người mẹ ba con bỏ mẹ già con thơ theo người tình thuê một ngôi nhà ở khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh để sống kiếp nhân ngãi. Ba đứa trẻ đáng thương sống leo lắc bên bà ngoại tuổi đã ngoài 60, không còn khả năng lao động. Sau hơn một năm chung sống, mối bất hòa giữa Hạnh và chồng mới bắt đầu nảy sinh khi cô không thể sinh cho hắn một đứa con. Thực ra, sau lần sinh đứa thứ ba, Hạnh đã ngấm ngầm triệt sản nhưng cố tình giữ bí mật, không tiết lộ với ai. Sau khi biết chuyện, Tuấn Anh tỏ vẻ ngán ngẩm và thẳng thắn nói ra ý định nhờ người khác sinh con. Sợ mất chồng, người đàn bà ấy cuống cuồng tìm cách thỏa mãn nhu cầu của chồng, kể cả những nhu cầu phi đạo đức và không có nhân tính. Theo yêu cầu của chồng hờ, Hạnh về nhà mẹ đẻ và đưa ba đứa con nhỏ sang nhà mình chơi với lý do chuẩn bị cho tụi nó đi Vũng Tàu nghỉ mát. Nhưng thực ra, Hạnh cùng chồng đang âm mưu một kế hoạch kinh khủng, đó là đưa ba đứa bé vô tội về căn nhà trên đường Trần Não, phường An Khánh để làm đồ chơi tình dục cho gã cha dượng Dương Tuấn Anh. Tại đây, gã cha dượng lộ rõ bản chất là một gã yêu râu xanh bệnh hoạn, lạm dụng tình dục cùng lúc ba đứa bé gái đáng thương. Điều không thể hình dung là Hạnh đã nhiệt tình giúp Dương Tuấn Anh thực hiện hành vi phạm pháp không còn tính người với chính con ruột của mình. Điều đáng trách hơn cả, ngay cả khi vụ việc đã vỡ lở, Hạnh vẫn một mực bên chồng và cho rằng mẹ ruột hãm hại chồng thị. Chỉ đến khi các biên bản kết quả giám định pháp y được trưng ra, cặp vợ chồng tội lỗi mới miễn cưỡng thừa nhận. Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị truy tố với tội danh hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là con ruột của Hạnh với vai trò là đồng phạm giúp sức. Không ít người tại phiên tòa đã rớt nước mắt thương cho ba bà cháu tội nghiệp và không khỏi bức xúc trước người đàn bà không có tình mẫu tử. Bản án tử hình là thích đáng cho tội ác của Dương Tuấn Anh, còn người đàn bà vị tình mà can tâm hại đời ba đứa con ruột của mình sẽ có 20 năm tù bốc lịch để suy nghĩ về tội ác đã qua của mình. Tiếp theo là một câu chuyện cảm động như cổ tích của người phụ nữ tật nguyền. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. 17 năm về trước,
Trong một lần dẫn đoàn vận động viên từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh thi đấu, anh Hoàng Anh, 42 tuổi, huấn luyện viên bơi lội cho người khuyết tật, đã có cơ duyên gặp gỡ chị Minh Lý, 40 tuổi, vận động viên bơi lội khuyết tật, khi ấy đang ngồi chờ thi đấu. Vẻ xinh xắn dễ thương của chị Minh Lý khi ấy đã khiến anh Hoàng Anh xao xuyến. Anh chủ động làm quen, xin số điện thoại để nói chuyện với chị Lý. Sự chân thành, ấm áp của anh Hoàng Anh khiến chị Lý cũng có cảm tình. Tuy nhiên, khi tình yêu vừa chớm nở, cũng là lúc chuyện tình cảm của họ phải đối diện với chông gai. Ba mẹ mình biết chuyện, mẹ nói, người đó mà muốn đến với con thì con nói với người ta hỏi cưới luôn đi. Ba mình rất sợ con gái bị thất tình. Ba mẹ thấy anh Hoàng Anh đẹp trai, công ăn việc làm đàng hoàng, mà sao lại phải thương một người con gái giống như mình. Ba sợ lỡ anh ấy không thương mình thật, mà mình lại thương người ta thật. Chẳng may, chuyện không đi đến đâu, rồi mình buồn. Người ta thất tình thì có thể đi đây đi đó cho giải tỏa tâm lý, nhưng mình thì không thể đi đâu được. Ba sợ con gái nghĩ quẩn. Chị Lý nhớ lại câu chuyện tình yêu của mình năm xưa. Chị Lý hiểu nếu dấn sâu vào một mối quan hệ với người không thật lòng thì người tổn thương nhất chính là bản thân. Nghĩ vậy, chị nhắn tin cho anh Hoàng Anh. Nếu anh thương em thật thì nói với ba má tới xin cưới em đi. Anh Hoàng Anh lúc đó bối rối. Tụi mình mới quen nhau một tuần, cứ nhanh như vậy thì kỳ kỳ. Cứ từ từ chờ thêm một thời gian. Chị Lý quyết định không liên lạc với anh Hoàng Anh nữa. Hai ngày sau, anh chủ động gọi điện nhưng chị không nghe. Giữa đêm, người đàn ông này chạy xe từ Cần Thơ lên Sài Gòn. Đến nơi cũng 5-6 giờ sáng, người đầy bụi bặm. Câu đầu tiên khi gặp nhau, anh hỏi chị là: em có thương anh không? Mình đáp: câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Anh có thương em thật hay chỉ là một điều gì đó thoáng qua? Anh ấy nói với mình, có nhiều người mến anh. Anh cảm nhận ở Lý có một cái gì đó rất đặc biệt. Chị Lý kể: tạm thời quyết định như vậy. Anh Hoàng Anh về nhà, không dám nói trực tiếp với mẹ, mà thông qua một người dì và bà ngoại để truyền tin. Gia đình Hoàng Anh vốn có 2 người con, nhưng người em đã qua đời. Do đó, anh trở thành con trai duy nhất. Biết chuyện, mẹ hỏi anh: sao con lại đặt mẹ vào một tình huống khó như vậy? Phải chi Lý đi được một chút thì không nói, mà đây nó không đi được bước nào, rồi sao mà về làm dâu đây? Cuộc đời của con sau này vừa ấm vợ, vừa ấm con, còn có làm được không? Rồi Lý có sinh con được hay không? Mẹ cho con suy nghĩ kỹ càng thêm 1 tháng, nếu con vẫn chấp nhận thì mẹ cũng sẽ chấp nhận. Chỉ suy nghĩ trong vòng 1 tuần, anh Hoàng Anh đã có câu trả lời cho mẹ. Con sẽ cố gắng lo cho vợ của con. Con chấp nhận thương Lý. Nếu mẹ thương con thì qua hỏi cưới Lý cho con đi. Chị Lý chia sẻ, mẹ chồng chị khi đó không chấp nhận nhưng cũng không ghét bỏ. Bà cũng không đi nói xấu sau lưng các con. Đó là điều mà chị cảm thấy bản thân quá may mắn. Thương con nên mẹ anh Hoàng Anh cùng họ hàng cũng đến nhà chị Lý hỏi cưới. Ngày vui nhưng bà khóc suốt. Chị Lý hỏi thì bà trả lời: mẹ không hiểu sao mẹ khóc, nhưng giờ mẹ không chấp nhận thì tội nghiệp con, mà chấp nhận thì tội nghiệp cho mẹ. Nếu mẹ cho anh Hoàng Anh cưới con thì mẹ đã sinh ra con lần nữa. Mẹ cho con được thực hiện thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ. Câu nói của chị Lý đã chạm tới trái tim của mẹ chồng. Bà lập tức đi xem ngày cưới cho 2 con. Từ ngày quen đến lúc anh chị tổ chức đám hỏi chỉ vẹn vẹn 2 tuần. Suốt bao năm qua, chị Lý vẫn biết ơn mẹ rất nhiều. Bên nhau đến nay đã 17 năm, có 2 mặt con, 1 trai 1 gái. Cuộc hôn nhân của anh Hoàng Anh và chị Lý vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. 17 năm qua, bất cứ khi đi đâu, anh Hoàng Anh đều bế vợ, mặc dù chỉ có xe lăn. Lúc cần vào mua gì đó và để vợ ngoài xe, anh đều dặn chị: ngồi đây chờ anh nhé rồi anh ra. Câu nói ấy khiến chị cảm thấy cực kỳ xúc động. Chị biết ơn vì anh đã cho chị cảm giác của một người phụ nữ, đó là được làm vợ, làm mẹ của 2 con. Hai vợ chồng chung sống gần ấy năm nhưng gần như chưa bao giờ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, bởi họ đều biết nhường nhịn lẫn nhau. Anh Hoàng Anh vui vì vợ là một người ngoan ngoãn, lễ phép, biết trên biết dưới. Còn anh Hoàng Anh luôn nhường vợ mỗi khi chị Lý dỗi hờn.
Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.